truyện audio siêu phàm sát thần đô thị cực phẩm y thần tập 1239 đến 1241 tofu review tập 1239 càng làm cho hắn có chút giờ khóc giờ cười phải ngô dì sơn vậy kiện bị hắn đánh nát vũ khí tựa hồ là chính hắn bỏ vốn chế tạo vì thế xài hết tất cả tích góp dáng vẻ hiện tại đến diệp thần trên tay túi đựng đồ bên trong trừ vậy thượng thần bài cơ hồ không việc gì có giá trị vật mà ngô dì sơn sử dụng chuôi này cái dìu lớn lại là ngô gia chấn tộc chi bảo không thể để cho hắn tùy ý lấy đi coi như cầm cũng chỉ có thể bán ra dẫu sao hắn không cần chiến phủ lúc này diệp thần hướng cốt lão hỏi cốt lão xin hỏi ngươi có biện pháp gì lấy được thích hợp lính của ta nhận sao cốt lão nghe vậy nói ngươi đối với binh khí có yêu cầu gì diệp thần trầm ngâm chốc lát đáp đầu tiên vững chắc hơn ta cũng không muốn binh khí của mình lại tùy tiện bị người đánh nát sau đó chính là nặng nề hiện tại diệp thần cường đại nhất chính là hắn lực lượng thật ra thì nguyên bản đạt được phá thiên lực diệp thần thì có đổi vũ khí khác ý dù sao đối với hắn bây giờ mà nói thú hủ kiếm có chút quá nhẹ càng nặng vũ khí càng có thể phát huy hắn lực lượng cốt lão nghe vậy đột nhiên hỏi diệp thần ngươi bây giờ thuần lực lượng bao lớn diệp thần nói nếu chỉ thuần bàn về lực lượng không dựa vào vũ kỹ và đan điền ta đều có thể thắng được thái hư hậu kỳ, thậm chí còn đỉnh cấp. Cốt lão mặt hiện rung động vẻ, chỉ riêng lấy thân xác thuần lực lượng mà nói, đây chính là hắn năm đó đạt tới chảm ách cảnh, mới có à. Bất quá, trừ phi thể tu, vậy võ giả thực lực, cũng không thể quang lấy lực lượng để cân nhắc. Ngay sau đó, cốt lão ánh mắt sáng choang nói, Diệp thần, ngươi có biết cái này thế gian có một loại vô cùng là thưa thớt, kỳ lạ vật liệu, tên là kình thiên thạch. Kình thiên thạch Diệp thần không hiểu nhìn về phía cốt lão, danh tự này hắn chưa từng nghe qua. Đây là, cửu lão khẽ di một tiếng nói, kình thiên thạch. Đồ chơi này ngược lại là thật thích hợp ngươi. Cốt lão ha ha cười nói, cái này kình thiên thạch, ở người bình thường trong tay, trừ nặng nề dị thường ra, đổ vậy không có gì đặc biệt. Thậm chí, bởi vì quá nặng nề, lấy làm chủ liệu chế tạo binh khí, vậy võ giả, đều không cách nào sử dụng, cho dù ở thời đại thượng cổ. Một ít cao cấp luyện khí đại sư, vậy chỉ là vì gia tăng vũ khí sức nặng sẽ ở vũ khí bên trong tăng thêm một ít mà thôi nhưng nếu như là có như vậy cự lực ngươi tới sử dụng nói cái này kình thiên thạch liền hoàn toàn bất đồng kình thiên thạch không có gì cái khác thuộc tính nhưng là lại có một loại đặc biệt kinh khủng tính chất đó chính là người sử dụng lực lượng càng mạnh kình thiên thạch liền sẽ càng vững chắc lấy ngươi lực điều khiển kình thiên thạch hắn vững chắc trình độ thậm chí muốn áp đảo ngô ra chấn tộc vũ khí bên trên cái gì? Diệp thần nghe vậy, cũng là mặt lộ vô cùng rung động vẻ, ngô gia chấn tộc vũ khí mạnh mẽ, hắn đã tràn đầy nhận thức. Trình độ cứng cáp, áp đảo vật này. Vậy, phối hợp hắn lực lượng, đơn giản là đánh đâu thắng đó liền à? Diệp thần cặp mắt bên trong, không khỏi toát ra vô cùng vẻ hưng phấn. Nếu như đạt được cái này kình thiên thạch, hắn thực lực lại có thể có tăng lên không nhỏ. Cho dù đối mặt có mạnh mẽ binh khí, pháp khí hộ thân võ giả, hắn vậy tuyệt sẽ không giống trước đối mặt ngô dì sơn như nhau, như vậy cố hết sức. Kinh thiên thạch, hắn thế ở tất được. Cốt lão, ý ngươi, là ta có biện pháp đạt được cái này kinh thiên thạch sao? Cốt lão mỉm cười gật gật đầu nói, không tệ, thằng nhóc, ngươi thật là đi đại vận, năm xưa, ta thăm dò nơi nào đó di tích lúc đó, phát hiện kinh thiên thạch tồn tại. Nhưng là, kinh thiên thạch có cái đặc điểm, khai thác lúc phải lấy thuần thân xác lực lượng, kích phá hắn tiên thiên chi khí, mới có thể thu vào túi đựng đồ bên trong. Nhưng mà ta lúc đó thân xác lực, nhưng không cách nào lấy đi cái này kình thiên thạch, đến khi ta có đủ để lấy đi kình thiên thạch lực lượng lúc đó. Còn chưa kịp trở lại vậy di tích bên trong, liền gặp tiểu nhân ám toán, xít nữa bỏ mình, lần này ngược lại là tiện nghi ngươi, ngươi lực lượng vừa vặn đủ để kích phá vậy trước thiên trì khí. Diệp thân mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi, vậy kình thiên thạch, nơi ở nơi nào, cách nơi này xa sao. Dẫu sao, tuyển chọn thi đấu ngay tại một tháng sau này, nếu như cách được quá xa, không kịp gặp phải tuyển chọn thi đấu mà nói, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Cốt lão lấy ra một cái ngọc giản, dán vào trên chán, một lát sau, đem ngọc giản kia vứt cho Diệp Thần nói. Hi hi, vậy kinh thiên thạch chỗ, tên là Vạn Thạch Sơn, cách nơi này chỗ đại khái mấy ngày chặng đường, không hề coi là quá xa, vậy di tích vô cùng là bí mật, hơn nữa, ta vẫn còn ở di tích ra, bày ra một đạo đẳng cấp rất cao ảo trận, không có ta chỉ dẫn, cơ hồ không thể nào bị phát hiện, cặn kẽ chỗ ta đã ghi chép ở ngọc giản bên trong. Đa tạ, Diệp Thần nhận lấy ngọc giản, nghiêm túc đối với cốt lão nói cảm ơn một tiếng sau đó, thần niệm quét qua ngọc giản, lúc này xoay người hướng trang bên ngoài đi. Cùng lúc đó, thần quốc một tòa thần môn bên trong. Một cái cưỡi một đầu đe nhánh cự thú thiếu nữ đồ trắng xuyên qua thần môn. Ngắn ngủi sau đó, thiếu nữ và cự thú liền là xuất hiện ở thần quốc nếu như diệp thần ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh ngạc bởi vì người này lại là tuyệt hàn đế cung cao nhất cung chủ ngụy dĩnh ngụy dĩnh đưa ra mảnh khảnh tay sờ một cái ô mang khóe miệng lại khó khăn được xuất hiện vẻ tươi cười không có bất kỳ lạnh như băng cảm giác ô mang nha ô mang mang ngươi đến tìm cái đó kẻ bạc tình ngươi vui vẻ không tên này thật đúng là không để cho người tỉnh tim sợ rằng thần quốc phải gặp tai ương ngay tại lúc này mấy cái võ giả đi qua. Ngụy Dĩnh diễn cảm ngay tức thì khôi phục lạnh như băng. Cái khăn che mặt theo gió bay lên, dùng mình mười phần. Vậy mấy cái võ giả ngược lại là nhìn nhiều Ngụy Dĩnh dưới người thú cưỡi mấy lần. Bởi vì cái này thú cưỡi chân thực quá uy phong. Chân đạp ngọn lửa, ma khí phun trào. Bất quá bọn họ không dám có bất kỳ ý tưởng. Chỉ vì là có thể điều khiển như vậy cự thú người, làm sao có thể yếu. Mấy người bước nhanh rời đi, trong miệng niệm niệm lải nhải. Các ngươi nghe nói không, Mang Sơn đấu võ trường trận chiến ấy, nghe nói một cái phong môn cảnh tiểu tử ở Ngô Gia Thiên Tài ưu thế tuyệt đối hạ, lại đánh bại Ngô Gia Thiên Tài. Không thể tưởng tượng nổi, ta lúc ấy nghe nhiệt huyết sôi trào. Thằng nhóc kia nhưng mà phong môn cảnh à? Có chuyện này, vậy tiểu tử kia tên gì, ta có thể phải chú ý. Thằng nhóc kia tựa hồ tên gì Diệp Thần, hay là đến từ Linh Võ Đại Lục? Linh võ đại lục làm sao có thể ra cái này loại yêu nghiệt? Cũng không biết là thật là giả. Mọi người đi xa. Mà ô mang trên ngụy dĩnh nhưng là cười, nàng chụp chụp ô mang thân thể, nói, ta cứ nói đi, thằng nhóc này thật đúng là không để cho người tỉnh tim. Lúc này mới tới thần quốc bao lâu, liền gây ra chuyện lớn như vậy. Ngươi muốn không muốn đi tìm tên này. Ô mang phát ra một tiếng hí, kích động dị thường. Nhưng mà... Ngụy Dĩnh lại nói, lại theo ta một lát, ta có mấy cái địa phương phải đi, dưới mắt còn cần người. Thôi, lên đường đi. Tuyệt hàn đế cung thủ, vừa mới bắt đầu. Ánh sáng lóe lên, ý định giết người hiện lên. Đen nhánh chi khí sông phá thương khung. Thiếu nữ và cự thú biến mất, một nơi phân bố đủ mọi màu sắc đá lớn, cơ hồ không thấy được bất kỳ cây cối, hoa cỏ rừng đá bên trong, có năm đạo thân ảnh, đang đang nhanh chóng chớp động cái này năm người bốn nam một nữ đều là thái hư cảnh tồn tại thực lực vậy coi là không yếu nhưng lúc này bọn họ trên mình cũng hoặc hơn hoặc thiếu bị thương hơi có vẻ gương mặt tái nhợt bên trên vậy hiện đầy vẻ sợ hãi ở phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm thét đất đá cuồn cuộn lòng đất dưới chợt chui ra một đầu cả người che lấp lóe lên màu xanh ra trời u quang tinh thạch đầu sinh một sừng giống như dao lòng cự thú bất ngờ chính là một đầu thái hư cảnh địa giao mà lúc này đầu này địa dao trên thân hình, vậy trải rộng rất nhiều vết rách, hiển nhiên, vậy bị thương không nhẹ. Địa dao, cho dù ở trong thần quốc, cũng thuộc về vô cùng là yêu thú cường đại, cho dù đặt ở viễn cổ, vậy coi là có thể nắm giữ một khối. Năm người bên trong người phụ nữ kia, xanh vô cùng là đẹp xinh đẹp động lòng người, lúc này mặt đẹp bên trên, thoáng qua một chút vẻ oán độc, nổi giận mắng, triệu hiền vậy ngu xuẩn, là chuyện gì xảy ra. Dẫn chúng ta tới nơi này thu thập cực phẩm mỏ sắt, lại gặp như thế kinh khủng địa giao. Nếu không phải chính hắn dẫn đầu bị địa giao này giết, ta nhất định để cho hắn chết không được tử tế. Cái này mấy người cũng đến từ một cái tên là trời cửu môn thế lực, cô gái tên là Trương Tử, bởi vì mà sống xinh đẹp, thiên tư bất phàm, cơ hồ là hơn nửa thiên cửu môn đệ tử nữ thần. Trương Tử trong miệng Triệu Hiền cũng là ái mộ Trương Tử chi một người trong, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể đến gần Trương Tử. Vì đến gần Trương Tử Triệu Hiền thậm chí cầm tông môn phân phối cho mình tu võ tài nguyên, cũng để cho cho Trương Tử, có thể Trương Tử há là như thế tùy tiện là có thể lấy lòng. Như chỉ là nhường ra tu võ tư nguyên nói, há chẳng phải là toàn bộ người tông môn đều có tư cách tiếp xúc mơ tưởng cầu mong nữ thần. Vì thỏa mãn Trương Tử, Triệu Hiền lại là nghĩ hết biện pháp thi hành tất cả loại nhiệm vụ nguy hiểm, lấy được tu võ tài nguyên, huyền linh thạch, bảo vật đưa cho nàng. Ban đầu, Trương Tử đối với hắn biểu hiện coi như là hài lòng, tâm tình tốt thời điểm, còn sẽ quan tâm hắn mấy câu. Đối với hắn tung nũng nịu, vậy thì đủ để cho Triệu Hiền mở cờ trong bụng, đối với Trương Tử hơn nữa quyết một lòng. Nhưng, một đoạn thời gian gần đây, Trương Tử đối với Triệu Hiền thái độ, nhưng là càng ngày càng lãnh đạm. Triệu Hiền chỉ là một gia thế thông thường tu võ người, cho dù thỉnh thoảng có thể đưa ra một ít vật quý trọng, về lâu về dài làm sao hơn được những cái kia xuất thân bất phàm nhà giàu có con em vừa nghĩ tới trương tử cùng những công tử ca kia chuyện trò vui vẻ hình dáng triệu hiền liền tim như bị đau cắt vì lần nữa thắng được trương tử niềm vui hắn vào xanh gia tử thăm dò lấy hắn thực lực mà nói cực kỳ nguy hiểm vạn thạch sơn rốt cuộc tìm được một nơi có dấu rất nhiều quý trọng mỏ sắt bảo địa nhưng những thứ này cao cấp mỏ sắt cùng kình thiên thạch vậy giống vậy có tiên thiên chi khí cần hai người thái hư tồn tại xuất thủ mới có thể phá ra triệu hiền lập tức vui mừng hớn hở mang mình phát hiện tìm được trương tử. Vốn là, hắn chỉ muốn mang trương tử tới, ai nghĩ tới, trương tử vì hơn lấy được một ít mỏ sắt, lại đem vây quanh nàng chuyển vậy mấy tên công tử ca, vậy cùng chung gọi tới. Dù sao, những người này lấy được mỏ sắt, cuối cùng cũng sẽ cống hiến cho mình, không phải sao. Triệu Hiền sau khi biết, kinh hoàng cực kỳ khuyên can trương tử, số người quá nhiều, rất có thể đưa tới vạn thạch sơn ở giữa yêu thú cường đại, nguy hiểm cực lớn. Nhưng, Trương Tử nhưng chỉ cầm Triệu Hiền khuyên can, làm hắn muốn cùng mình một mình mượn cớ thôi, không chút nào để ý. Cuối cùng, quả nhiên như Triệu Hiền nói, mấy người đưa tới đầu này kinh khủng địa giao, năm người bên trong, Trương Tử thực lực yếu nhất, địa giao lúc xuất hiện, nguy hiểm nhất chính là Trương Tử. Vì cứu Trương Tử, Triệu Hiền liều chết đem đất giao ngăn trở, mấy người mới có cơ hội bắt đầu phản kích. Một phen tỷ đấu dưới, nhưng là không địch lại mà chạy. Nhưng, Triệu Hiền vậy vì vậy, mà bị địa giao bị thương nặng. Có thể hiện tại, Triệu Hiền bỏ ra, Triệu Hiền hy sinh, đổi lấy nhưng là Trương Tử oán hận cùng diễu cợt. Trương Tử, cho tới bây giờ cũng chưa có cầm Triệu Hiền làm tới một mình đối đãi, Triệu Hiền chỉ là tay nàng ở giữa công cụ. Công cụ vì mình làm tổn hại, đó là chuyện đương nhiên, nhưng mình tại sao có thể bởi vì công cụ mà gặp phải nguy hiểm. Không biết Triệu Hiền nghe được Trương Tử những lời này, sẽ là cái gì diễn cảm. Mà Trương Tử bên cạnh mấy tên nam tử, Chính là dối dít phụ họa nói, không tệ. Cái này đáng chết triệu hiền, đều là bởi vì hắn. Một cái ra thế như vậy người rác dưới, còn muốn đến gần tiểu tử. Nếu không phải hắn con cóc rẻ muốn ăn thịt thiên nga, chúng ta thì đâu đến nổi này. Một phế vật, nơi này như vậy nguy hiểm, còn dám mang tiểu tử tới nơi này. Trương tử mắt đẹp chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta như thế trốn đi xuống, cũng không phải biện pháp. Địa giao này đã trọng thương. Có hay không vị kia thực lực hơn người, dũng mãnh phi phàm ca ca, có thể đem địa giao này tạm thời ngăn trở. Như vậy, chúng ta nói không chừng có cơ hội đem giết chết. Vậy mấy tên nam tử nghe vậy, nhưng đồng thời trầm mặc. Bọn họ đều là xuất thân không tầm thường con em, vậy quả thật thích trưng tử, là nàng tiêu phí chút tu võ tài nguyên, tặng chút thiên tài địa bảo, không coi vào đâu. Có thể, bọn họ không phải người ngu, bọn họ rất rõ ràng, hiện tại cũng không phải là ở trương tử trước mặt biểu hiện thời điểm à. Bọn họ thực lực, không hề so triệu hiền nhiều ít mạnh, mà triệu hiền là kết quả gì? Ngăn cản địa giao này, rất có thể thì phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả à. Thấy mọi người yên lặng, trương tử mắt đẹp bên trong, thoáng qua vẻ tức giận, lại không có biểu hiện ra. Hiện tại, nàng còn muốn dựa vào cái này mấy người bảo vệ tánh mạng đâu. Nhưng vào lúc này, sau lưng mấy người địa giao thân lên tinh thạch, bỗng nhiên phát ra một hồi tia sáng chói mắt toàn bộ thân thể hóa là một đạo lam quang cơ hồ thuấn di vậy liền xuất hiện ở trương tử đám người trước người mấy người sắc mặt đồng thời một trắng trong đó một người nam tử hét lớn một tiếng nói không tránh được đồng loạt ra tay nếu không chúng ta đều phải chết vậy địa giao điên cuồng hét lên một tiếng chờ thân hình động một cái giống như đá lớn vậy thân thể liền hung hăng hướng mọi người đánh tới mà trương tử mấy người cũng không dám chút nào nương tay rồi giết thi triển trí cường võ trong chốc lát thiên địa linh lực điên cuồng phun trào hư không rung động vạn thạch sơn cũng lắc lư uy thế kinh thiên. âm một tiếng vang thật lớn vô số đá lớn ở hai bên giao thủ dư âm bên trong sụp đổ địa giao đau kêu một tiếng trên thân hình vết rách càng thâm thúy hơn hơi thở vậy mơ hồ suy bại xuống nhưng mà trương tử đám người tình huống nhưng hơn nữa gay gò mấy người rối rít trong miệng máu tươi ói như điên bị một kích này oanh đến nơi lên khí tức trên người nhanh chóng uể oải, thậm chí cũng là một bộ không cách nào tái chiến hình dáng. Vậy địa giao thấy vậy, mắt rồng bên trong thoáng qua vẻ dữ tợn, nó tự nhiên không thể nào thả qua như vậy cơ hội. Địa giao thân thể động một cái, thì phải công kích lần nữa, đem mấy cái này đáng hận nhân tộc, hoàn toàn tiêu diệt lúc đó, đột nhiên bây giờ, bóng người chớp mắt. Một người nam tử, xuất hiện ở trương tử đám người cùng địa giao bây giờ, hắn nhìn vọt tới địa giao, sắc mặt bình thản, đột nhiên dương tay một cái, bắn ra ba chuôi nhìn như phong cách cổ xưa, sân sủi trường kiếm. Người này chính là Diệp Thần. Tập 1240 Hắn mới vừa đến Vạn Thạch Sơn, đang chuẩn bị tìm kiếm vậy di tích chỗ, lại đột nhiên cảm ứng được chiến đấu chập chờn. Vốn là, hắn là không muốn xen vào việc của người khác, có thể địa giao này cùng Trương tử đám người chiến đấu chỗ, đúng lúc là ở hắn đi di tích phương hướng lên. Mà đây đầu địa giao, đối với Diệp Thần mà nói, vậy coi là không tệ vật liệu, hắn rồng đất khải bị hủy cũng cần luyện chế lần nữa một kiện pháp khí hộ thân cho nên hắn quyết định ra tay một khắc sau ba thanh trường kiếm hóa là phấn vụn cường hãn hồn lực ngay tức thì bùng nổ đem địa dao này chìm ngập địa giao này bản cũng đã trọng thương thân hồn cũng khó tránh khỏi có chút yếu ớt như thế nào chịu được diệp thần ba đạo thiên hồn kiếm công kích địa giao kêu gào một tiếng mắt rồng nhanh chóng ảm đạm xuống thân thể to lớn trùng trùng ngã xuống đất Diệp Thần vung tay lên, đem đất giao thi thể bỏ vào trong túi, xoay người, nhìn về phía Trương Tử các người. Mà Nguyên Bổn đã rơi vào tuyệt vọng, chuẩn bị chờ chết mấy người, giờ phút này, nhìn Diệp Thần như là một bộ si ngu hình dáng, trong chốc lát, không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, chính là mừng như điên, sống sót sau tai nạn mừng như điên. Mấy người lập tức ăn vào đan dược điều chỉnh thương thế, sắc mặt ngay tức thì khôi phục một phần, ban đầu Diệp Thần tới được quá đột nhiên bọn họ không có chú ý tới, hiện tại phát hiện Diệp Thần lại chỉ là một người phong môn tồn tại, đều không ước chừng mặt hiện vẻ khiếp sợ. Bất quá mấy người suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Đầu tiên, đầu kia địa giao đã là trọng thương trạng thái, thứ nhì, Diệp Thần mới vừa rồi sử dụng, dường như là hồn khí, hơn nữa còn là một kiện vô cùng mạnh mẽ hồn khí. Bọn họ thân là người thần quốc, đối với hồn khí tự nhiên không xa lạ gì, bất quá có thể lấy phong môn tu vi. Vận dụng lớn mạnh như vậy hồn khí, phát huy ra uy lực, sợ rằng Diệp Thần là một người hồn tu chứ. Có hồn khí hồn tu, tiêu diệt một đầu trọng thương thái hư cảnh yêu thú, ngược lại cũng không coi là quá ngoại hạng. Diệp Thần đối với cái này mấy người thì không có gì hứng thú, tự mình nhận đầu kia thái hư cảnh địa giao thi thể. Thấy Diệp Thần lấy đi thi thể, những người khác còn chưa ra hình dáng gì, trưng tử con mắt nhưng là nhanh tránh. Địa giao này là bởi vì là mấy người bọn họ trọng thương làm sao có thể tùy tiện tiện bị người khác lấy đi. Trương Tử đột nhiên mặt mỉm cười đi lên trước, hướng về phía Diệp Thần nói, "Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, công tử hoàn toàn lấy phong môn tu vi tiêu diệt Thái hư yêu thú, thực lực hơn người, xin hỏi công tử là hồn tu sao?" Diệp Thần quét Trương Tử một mắt, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nữ nhân này mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng mơ hồ nhưng cho Diệp Thần một loại cảm giác chán ghét, chỉ là lạnh lùng qua loa một câu lấy lệ, coi là vậy đi đối với những thứ này bình thủy tương phùng người diệp thần tự nhiên không việc gì tiết lộ căn nguyên mình hứng thú trương tử mắt đẹp thoáng qua một đạo như có như không âm hàn vẻ tiếp tục nói chúng ta mấy người tới đây vạn thạch sơn là vì mở hái một ít cực phẩm mỏ sắt lại không nhỏ tim trêu chọc phải địa giao này hiện tại địa giao đã trừ nếu công tử cứu chúng ta có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng đi chọn lựa những cái kia mỏ sắt coi như là chúng ta đối với công tử báo đáp đi vậy mấy tên công tử ca nghe vậy đều là mặt lộ vẻ cổ quái nhìn nhau một cái, Trương Tử thế nào? Coi như Diệp Thần cứu bọn họ, vậy không cần phải để cho Diệp Thần vậy chia một chén canh chứ? Hơn nữa, báo đáp. Ha ha, cái này căn bản không là Trương Tử tính cách. Diệp Thần chân mày khều một cái, hắn bây giờ còn chưa có lấy được Kình Thiên Thạch, coi như lấy được, phải đem hắn luyện chế thành vũ khí, cũng cần gia nhập rất nhiều cực phẩm vật liệu, lấy hắn hiện tại có bảo vật, nhưng là có chút không quá đủ rồi. Những thứ này cực phẩm mỏ sắt, chính là mà hắn cần. Lúc này gật đầu nói, "Có thể." Dứt lời, mấy người liền hướng Triệu Hiền phát hiện chỗ kia cực phẩm linh mạch đi. Trên đường, mọi người một hồi chuyện trò, Diệp Thần cũng biết cái này tên của mấy người. Vậy mấy tên nam tử theo thứ tự là Trần Tín, Vương Đại Hải, Chu Mạnh và Lý Ngộ, cũng biết mấy người cũng đến từ Thiên Cửu môn. Vương Đại Hải đột nhiên đối với Diệp Thần cười nói, "Diệp công tử, ngươi thực lực cường hãn như vậy." Ngược lại là có thể tham gia không lâu sau tuyển chọn thi đấu thử một chút, mới có thể gia nhập một ít tông môn. Chu Mạnh vậy phụ họa nói, không sai, ta xem à, lấy Diệp công tử tư chất, thậm chí gia nhập những đại thế lực kia cũng không phải không thể nào. Trần Tín chính là cười ha ha một tiếng nói, tham gia đại thế lực tuyển chọn thi đấu là cần thượng thần bài, nếu là Diệp công tử có nhu cầu, ta có thể thử một chút giúp Diệp công tử làm một cái tới. Vốn là mọi người nói những thứ này bất quá là thổi nâng một chút diệp thần thế lực lớn ha ha thế lực lớn há là một cái phong môn tồn tại có thể gia nhập diệp thần chỉ cần hơi có một chút tự mình hiểu lấy liền sẽ không có tham gia thế lực lớn tuyển chọn thi đấu như vậy không thiết thực ý tưởng mà trần tín chính là muốn theo liền bán diệp thần một cái ân huệ đồng thời ở trương tử trước mặt khoe khoang mình một chút bối cảnh cùng năng lực thôi căn bản không nghĩ tới diệp thần sẽ thật để cho hắn hỗ trợ lấy được một quả thượng thần bài như lúc này, Diệp Thần như là nhàn nhạt, nhạt nói, không cần, ta có. Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Bao gồm Trương Tử. Mà Trương Tử mắt đẹp bên trong, lại là mơ hồ thoáng qua vẻ vui mừng. Mà Trần Tín các người ngươi xem xem ta, ta xem ngươi, tiếp theo, chính là cười ha ha một tiếng, cũng không có làm làm một lần chuyện, chỉ là cho rằng Diệp Thần đang khoác lác thôi. Có thể Trương Tử, như là con mắt lóe lên, Trương Tử mặc dù không có cái gì bản lãnh khác, nhưng cũng coi là duyệt nam vô số, có thể mơ hồ cảm giác được một người bản chất. Ở chương tử xem ra, diệp thần bản chất, đặc biệt thuần túy, căn bản không biết làm vô duyên vô cớ thổi phồng chuyện. Nói cách khác, diệp thần rất có thể, thật có thượng thần bài. Thần quốc quy củ, đồ đến tay người nào bên trong, chính là của người đó, nếu như ngươi liền bảo vệ tốt thượng thần bài năng lực cũng không có, lại có cái gì tư cách, tham gia tuyển chọn. Rất nhanh, mấy người liền đi tới ban đầu chỗ kia linh mạch diệp thần nhìn trước mắt tất cả loại cực phẩm mỏ sắt cũng là không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng mặc dù hắn ở linh võ đại lục có thể nói là xuất thân không người nào có thể so nhưng ở thần quốc hắn nhưng vô cùng là thiếu thiếu tu võ tài nguyên những quáng thạch này mỗi một cái đều là linh võ gặp cũng không thấy được phẩm cấp vượt qua vật à mọi người rối rít chuẩn bị động thủ khai thác mỏ sắt diệp thần đồng dạng cũng là như vậy bất quá ngay tại lúc này trương tử đột nhiên đến gần diệp thần bên người thân sắc có chút điểm đạm đáng yêu nhìn diệp thần nói diệp công tử ta tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn tốt đan dược vậy dùng hết có thể hay không cho ta một viên thuốc chữa thương diệp thần hơi sững sờ bất quá vẫn gật đầu một cái hắn mặc dù có chút kỳ quái trương tử tại sao không cùng mình đồng bạn đòi đan dược mà là đối mình muốn bất quá vậy không quá mức để ý mặc dù hắn cứu trương tử nhưng Trương Tử có thể mang hắn mở ra hái cực phẩm mỏ sắt, coi như là giúp hắn bận bịu. Hắn từ trước đến giờ là có ân báo ân, có cừu báo cừu tính cách. Một viên chữa thương đan dược, không coi vào đâu. Hắn cường đại thần hồn xông ra, quét qua Trương Tử thân thể, ngay tức thì liền đem Trương Tử thương thế biết rõ được rõ ràng, cổ tay hắn lộn một cái, trong tay đã nhiều hơn một viên thuốc. Nhưng đột nhiên, phốc thử một tiếng vang nhỏ, huyết quang thoáng hiện mà diệp thần trong tay nửa bước thần dược vậy rơi xuống đất hắn có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn đến gần mình bụng trên một cây chủy thủ thủy thủ kia bên trên phiêu tán từng cơn tanh hôi lục khói hiển nhiên là một chuôi nhúng độc dao găm sử dụng độc tố vẫn là phẩm cấp cao đến khó có thể tưởng tượng thậm chí áp đảo linh võ đệ nhất kỳ độc bên trên bất quá diệp thần không hề mục nát thần thể dao găm đã bị hắn thân thể dần dần hòa tan căn bản không hại thậm chí đối với Diệp Thần mà nói giống như củ lét ngứa. Mà lúc này, nguyên bản còn mang điềm đạm đáng yêu thần sắc Trương Tử, xinh đẹp gương mặt bên trên, như là lộ ra một chút cười nhạt, chậm rãi lui ra. Đồng thời, nàng nhìn lướt qua trên đất viên thuốc đó, mắt đẹp bên trong, tràn đầy khinh thường vẻ mở miệng nói, ha ha, loại rác dưới này đan dược vậy cầm cho ra tay, là đang đánh phát ăn mày sao. Diệp thần lúc này cũng có chút kinh ngạc, cái này cây chủy thủ trên độc tố, đối với hắn bây giờ thân thể mà nói. Không coi vào đâu, để cho hắn kinh ngạc phải, hắn tạm thời không nghĩ tới trương tử sẽ vào lúc này đối với hắn ra tay. Nữ nhân này, ân đền oán trả. Trọng yếu hơn chính là, còn bị trương tử thành công. Thật ra thì, nếu như hắn cố ý phòng bị, trương tử là không có một chút một chút nào cơ hội có thể đâm trúng hắn. Quái thì trách, hắn khinh thường. Có thể là bởi vì mình thực lực bạo tăng, đối mặt những thứ này hắn coi thường tồn tại, đã không có gì cảm giác nguy cơ, cho nên, thư giản. Diệp thần cũng là người, khó tránh khỏi cũng sẽ buông lòng. Thậm chí đều có chút quên, thần quốc là có bao nhiêu tàn khốc, nhân tâm là có bao nhiêu hiểm ác. Ở thần quốc, bất cứ lúc nào đều không thể buông lòng. Diệp thần hít sâu một hơi, nhớ cái này dạy bảo. Trương tử cong ngón tay bắn ra, một đạo linh lực bắn ra, đem diệp thần rơi xuống viên thuốc đó biến thành hư không, hướng về phía diệp thần cười nhạt nói. Diệp công tử, ta cái này cây chủy thủ đâu, tên là độc long dao găm, mặc dù chẳng qua là một chuôi chân thần khí, nhưng lên nơi bám vào. Như là chân chính thái hư cảnh độc dao có bổn mạng nọc độc nha, cho dù là thái hư đỉnh cấp tồn tại, bị như vậy thùng lần trước đao, đều là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, ngươi hiện tại nếu là muốn động thủ, độc lực, phát huy được nhanh hơn, ngươi chết được vậy sẽ càng nhanh, ta khuyên ngươi, vẫn là chết tâm tính thiện lương. Nàng mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ đắc ý, khóe miệng lộ vảy cười, nhưng con ngươi chỗ sâu lại cất giấu vảy kiêng kỵ. Diệp Thần là hồn tu, nếu như liều chết thi triển kinh khủng kia hồn khí mà nói, nàng nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm. Tới đây là, chân tin mấy người, vậy rốt cuộc phản ứng lại, thân hình động một cái, rồi rít đem Diệp Thần vây quanh. Nguyên lai, Trương Tử mang Diệp Thần tới đây cực phẩm linh mạch, bất quá là vì để cho Diệp Thần buông lỏng cảnh giác à? Đối phó một cái phong môn cảnh hồn tu, Trương Tử lại vẫn là nhỏ như vậy tim, cẩn thận bố trí. Nghĩ tới đây, bọn họ đều không khỏi được nuốt nước miếng một cái, nữ nhân này có chút khủng bố à. Cũng may, bọn họ ngược lại không lo lắng Trương Tử sẽ đối với bọn họ làm những gì, bọn họ thế lực sau lưng. Không phải Trương Tử có thể chọc nổi, hơn nữa, bọn họ thích Trương Tử, đối với Trương Tử rất hữu dụng, không phải sao. Mà đối với ác như vậy phụ nữ đanh đá, cái này mấy tên công tử ca hứng thú, ngược lại lớn hơn nếu có thể chinh phục phụ nữ như vậy, đạt được nàng thân thể, đối với bất kỳ người đàn ông mà nói, cũng sẽ đặc biệt có cảm giác thành tựu chứ. Đây là, Chu Mạnh và Lý Ngộ đồng thời giơ tay lên một cái, hai kiện nửa bước thánh binh, treo phù ở giữa không trung bên trong, tản mát ra từng cơn chói lọi, bao phủ mình các người. Chu Mạnh hướng về phía trương tử có chút phô trương cười nói, ta và Lý Huynh, cái này hai kiện vũ khí đều là thần hồn loại phòng ngự pháp khí, tiểu tử này thần hồn công kích, uy lực giảm nhiều linh võ đại lục trừ hồn tinh cơ hồ không có bất kỳ phòng ngự thần hồn thủ đoạn nhưng ở hồn tu lớp lớp xuất hiện thần quốc nhưng không giống nhau mà lý ngộ cũng là mặt hiện lãnh ý nhìn về phía diệp thần nói thằng nhóc lần sau nhớ đừng nữa tùy tiện bại lộ mình lá bài tẩy hiểu không nha bất quá ngươi ngày hôm nay phải chết ở chỗ này không có cái gọi là lần sau lý ngộ sở dĩ khinh thường là bởi vì là hồn tu kinh khủng nhất địa phương ở chỗ xuất kỳ bất ý nếu như bọn họ không biết Diệp Thần thân phận, lại làm sao có thể kịp thời thi triển thần hồn phòng ngự. Cùng bọn họ kịp phản ứng lúc đó, hơn phân nửa đã không còn kịp rồi. Mà Diệp Thần, tùy ý liền tiết lộ mình hồn tu thân phận. Trương Tử lúc này nụ cười, hơn nữa đậm đà, đã nắm vững thắng lợi. Diệp Thần yên lặng chỉ chốc lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi nói, tại sao? Hắn không nói đối với cái này mấy người có ân, dầu gì cũng coi là cứu mấy một mạng người, cái này mấy người tại sao như thế đối đãi hắn? Tại sao? Trương Tử Thanh âm bỗng nhiên băng lạnh xuống. Diệp công tử, ngươi có biết hay không, ngươi muốn lượng sức. Vậy địa giao thi thể, là ngươi có tư cách bắt lại sao? Thượng thần bài, là ngươi có tư cách có sao? Cái này cực phẩm linh mạch, là ngươi người như vậy có tư cách tới hài sao? Xem ta như vậy cô gái, là cầm một quả rác dưới đan dược, có thể đả phát sao? Ta ghét nhất chính là ngươi như vậy không biết tự lượng sức mình, làm bất cứ chuyện gì, cũng không có đúng mực rác dưới, ngươi hiểu không? Giống như, cái đó triệu hiền như nhau. Rõ ràng không bối cảnh gì, thực lực vậy, dựa vào cái gì muốn đến gần bổn cô nương. Diệp thần khóe miệng, không khỏi hiện ra một chút bi ai nụ cười, cái này mấy người lại liền vì chút chuyện này, muốn ân đền oán trả. Hắn bi ai, không phải mình gặp gỡ, mà là thế đạo này. Hắn mặc dù biết, cái thế giới này rất tàn khốc, thực lực vi tôn nhưng hắn một mực cho rằng cơ bản nhân tính còn là phải có nếu là không có nhân tính chỉ biết giết hại nói thực lực mạnh hơn nữa thì thế nào bất quá là một đầu dã thú hung mãnh thôi cái này cũng không phải là diệp thần hướng tới mạnh mẽ mà trương tử cũng để cho hắn triệt để chán ghét lúc này mấy người đều đưa diệp thần làm là chờ chết con mồi vậy thậm chí cũng không có xuất thủ dự định thiên huyền độc giao bổn mạng chi độc, há là tốt như vậy hiểu. Bọn họ chỉ phải chờ diệp thần, bị độc tố hòa tan, hóa là một bãi máu thịt, liền thần hồn, cùng nhau bị độc tố ăn mòn, mất đi là tốt. Nhưng vào lúc này, mấy người sắc mặt, nhưng là chợt biến đổi. Diệp thần, ngay tại bọn họ vậy ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chậm rãi rút ra bụng trên dao găm. Dao găm lại hòa tan. Trương tử lại là trực tiếp kinh hô, không thể nào điều này sao có thể? Đây chính là thái hư đỉnh cấp tồn tại, cũng có thể độc giết mãnh độc à. Không khách khí nói, diệp thần như vậy phong môn tồn tại, hẳn ở ngay tức thì, hóa là một vũng máu mới đúng à. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp thần không chỉ có rút ra độc long dao găm, hơn nữa, còn giống như là một người không có chuyện gì như nhau. Thậm chí liền hơi thở cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đây quả thực, muốn đột phá mấy suy tư của người cực hạn à. Chẳng lẽ, diệp thần thể chất so hắn thái hư đỉnh cấp càng kinh khủng hơn thậm chí có thể so với chảm ách cảnh mà lúc này diệp thần thậm chí cũng lười phải cùng những người này nói nhảm nhiều cái gì cả người kim quang phun trào phá thiên lực ở trong người dòng nước chảy trần tín mạnh nhìn trước mắt quỷ dị này người tuổi trẻ mạnh trống lên vẻ tươi cười nói sợ cái gì coi như hắn không sợ tại độc giao chi độc chính là một cái phong môn hồn tu lại bị chúng ta đổ chấn áp thần hồn công kích còn sẽ là bọn ta đối thủ Trương Tử nghe vậy, hơi khạc ra một hơi, nhìn Diệp Thần, mặc dù còn có vẻ kiên kỵ cùng không rõ ràng, dầu gì khôi phục chấn định. Một cái phong môn cảnh hồn tu mà thôi, hơn nữa, mạnh nhất thần hồn công kích, còn bị trấn áp. Coi như Diệp Thần có chút đặc thù, thì phải làm thế nào đây? Mới vừa rồi, bất quá là bị giật mình mà thôi. Trương Tử lúc này, cũng không muốn lại chờ lần sau, kiêu quát một tiếng nói, động thủ. Sất toàn lực, đừng cho thằng nhóc này một chút cơ hội tập 1241. Dứt lời, mấy người cả người linh lực cuồng trào, thái hư cảnh uy thế, hoàn toàn bùng nổ, mấy người ở thái hư tồn tại bên trong. Cũng đều không tính là tên yếu, nếu không, cũng không khả năng làm bị thương địa giao như vậy phòng ngự nghịch thiên thái hư yêu thú. Trong chốc lát, đao ý, kiếm ý, thương ý, vây quanh diệp thần gào thét lên, ngay tức thì đem hư không khuấy được nghiền, thiên địa biến sắc liền vùng lân cận một ít cực phẩm mỏ sắt bên trên đều ở đây cái này vô cùng cường hãn liên thủ một kích dưới uy thế, hiện lên tí tí vết nứt. Hắn võ đạo chưa thức, không thể bảo là không tinh hay. Mấy người trên mặt cũng toát ra tàn nhẫn, tự tin nụ cười, Diệp Thần ở bọn họ dưới sự liên thủ, không có một chút xíu sống sót có thể. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng quét qua mấy người, sắc mặt không có một chút biến hóa. liền ngô dì sơn công kích, Diệp Thần cũng có thể chống cự một đến hai tiếng, cái này mấy người chưa thức tinh diệu nữa thì có ích lợi gì. Thậm chí, lấy hắn bây giờ căn cơ, thực lực, cái này mấy người công kích, cũng không chạm được tới hắn. Một khắc sau, Diệp Thần bóng người, ngay tại trưng tử đám người nhìn chăm chú dưới, trực tiếp biến mất. Nguyên bản, bọn hắn thần hồn, Võ đều đã phong tỏa Diệp Thần, coi như Diệp Thần là một người thái hư tồn tại, cũng hẳn tuyệt đối không có khả năng chạy khỏi mới đúng. Nhưng lúc này, liền bọn họ phong tỏa, cũng mất đi mục tiêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Mấy người đều phải rơi vào điên cuồng. Ngay tại lúc này, Chu Mạnh bên người, bóng người chớp mắt, mọi người thậm chí cũng không có xem biết chuyện gì xảy ra, Chu Mạnh liền biến thành một đoàn xương máu, vỡ ra. Sau đó, là Lý Ngộ, tiếp theo, Trần Tín. Oanh oanh oanh. Ba tiếng nổ sau này, cái này ba tên thái hư cảnh cường giả liền hoàn toàn biến mất ở giữa trời đất, thậm chí bọn họ liền nổi lên võ cũng không kịp đánh giả a a a vương đại hải con ngươi bỗng nhiên co rút lại hắn lúc này đã hoàn toàn sợ choáng váng mới vừa rồi bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối làm sao thời gian đảo mắt liền chết ba người cái này nơi nào còn là bình thường thế giới nhất định chính là một cái quy luật tan vỡ tràn đầy điên cuồng cùng chết địa ngục à ngắn ngủi này trong nháy mắt vương đại hải cũng đã muốn rơi vào điên cuồng đạo tim hỏng mất hắn con ngươi loạn chuyển, tìm kiếm Diệp Thần tung tích, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Đột nhiên, hắn thấy được Trương Tử. Lúc này Trương Tử cũng đã đờ đẫn, hỗn loạn, mặt đẹp trắng bệch, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Là ngươi, Vương Đại Hải chợt nghiêm túc quát một tiếng, một đôi mắt tì hí bên trong, hiện đầy hận ý. Nghe được Vương Đại Hải quát trói tai, Trương Tử có chút không hiểu nhìn hắn một mắt. Nếu không phải bởi vì tiện nhân kia, mình, làm sao sẽ rơi vào như vậy tình cảnh. Nếu không phải bởi vì tiện nhân kia, mình hiện tại hẳn còn nằm ở cái nào cô gái xinh đẹp trên giường sung sướng đi, làm sao cần phải chịu đựng như vậy sợ hãi. Hết thảy, đều là tiện nhân kia sai. Một khắc sau, Vương Đại Hải trong tay trường đao động một cái, nổi lên đã lâu tuyệt mạnh ánh đao, chợt hướng trương tử chém tới. Hắn coi như phải chết, cũng phải đem tiện nhân kia chém thành thịt nát, mới có thể tiêu rõ ràng hận ý trong lòng. Trương Tử sắc mặt đại biến, căn bản không biết rõ Vương Đại Hải tại sao đối với tự mình ra tay, trường kiếm trong tay động một cái, định ngăn cản. Nhưng, nàng làm sao là Vương Đại Hải đối thủ? Ầm một tiếng vang thật lớn, Trương Tử miệng phun máu tươi, cầm kiếm cánh tay bị chém bay ở giữa không trung, thân thể hung hãn đập xuống đất. Nàng thở hào hển, hướng trước người nhìn, chỉ gặp lúc này, Vương Đại Hải trên mặt mang tàn nhẫn cùng nụ cười thỏa mãn, trong mắt tràn đầy cuồng loạn từng bước từng bước hướng mình đi tới, trong miệng không ngừng nỉ non đủ loại ác độc chửi rủa. Trương Tử một cái tay ôm máu rầm rề bả vai, run rẩy, mang nước nở hướng về phía Vương Đại Hải mở miệng nói, "Lớn Hải ca, ngươi đây là thế nào? Ta là Tử Nhi à, ngươi Tử Nhi à, ngươi không nên tới, không nên tới gần ta." Nàng sợ. "Ha ha, tiện nhân, lão tử mẹ hắn đã sớm xem ngươi không vừa mắt, ngươi biết không? Không muốn à, cứu ta." Trương Tử hoảng sợ la lên, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ có tĩnh mịch. Lúc này nàng đã bị Vương Đại Hải trọng thương, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Vẻ đẹp của nàng mâu bên trong đột nhiên để lại hai đạo nước mắt, hai tròng mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ đang tìm cứu chuộc. Đột nhiên, nàng trong mắt ánh ra một đạo quen thuộc bóng người, diệp thần bóng người. Trong nháy mắt, Trương Tử tựa như người chết chìm, phát hiện dâm dạ cứu mạng. Nàng gần như điên cuồng địa đối trước Diệp Thần cầu cứu. Cứu ta, cầu ngươi, mau cứu ta. Nhưng mà một trưởng vỗ xuống. Vô tận hắc ám. Đau nhức từ hốc mắt bên trong truyền tới, trương tử trước mắt, ngay tức thì bị một phiến hắc ám bao phủ, một phiến tràn đầy tuyệt vọng, tựa như vĩnh viễn đều không cách nào tiêu tán hắc ám. Mà lúc này Diệp Thần liền đứng ở một bên, nhưng chỉ là sắc mặt bình thản, lẳng lặng nhìn, nói, cứu. Ngươi không phải ghét nhất người khác không có đúng mực sao. Diệp thần lãnh đạm quét hai người một mắt, tiện tay đánh ra hai quyền, kết thúc hết thảy các thứ này. Hắn vung tay lên, đem mấy người túi đựng đồ thu hồi, thần niệm đảo qua, lộ ra khá là hài lòng thần sắc. Cái này mấy người xuất thân, cũng coi như không tệ. Có cái này bút tiền vốn, cộng thêm vậy địa giao thi thể, cùng với cái này cực phẩm linh mạch, kém không nhiều, đủ luyện chế một kiện pháp khí hộ thân. Dù sao, lấy hắn nghịch thiên thể chất, đối với phòng ngự pháp khí, cũng không phải là quá ỷ lại. Hắn tiện tay mấy quyền, đem những cái kia cực phẩm mỏ sắt tiên thiên chi khí hoàn toàn kích phá, thu thập không còn một mống sau đó, liền hướng cốt lão nơi chỉ điểm di tích chỗ đi. Nửa ngày sau, Diệp thần nhìn trước người một tảng đá lớn, bất luận là sờ lên, nhìn như, vẫn là công kích nó, cũng những thứ khác cự thạch cảm giác, độc nhất vô nhị. Nếu nói là có cái gì bất đồng nói, chính là trong thần niệm, mơ hồ cảm thấy từng tia dị thường hắn cả người linh lực đột nhiên lấy một loại kỳ dị phương thức vận chuyển bước chân động một cái liền hướng khối đá lớn kia đi tới một khắc sau cự thạch bề ngoài dạo rực dậy một hồi sóng gợn mà diệp thần bóng người liền biến mất ở tại chỗ sau cự thạch là một tòa lăng mộ thật to diệp thần thần niệm đảo qua trong địa lăng đã là trống trơn như vậy chắc hẳn trong đó bảo vật đều bị năm đó cốt lão thủ cạo không còn đồng thời hắn ở trung tâm địa lăng cảm thấy một chút khác thường lúc này thân hình động một cái, hướng trung tâm địa lăng đi. Rất nhanh, một cây dựng đứng ở trung tâm địa lăng chỗ, một người ôm hết lớn bằng, cao 10 mét cột đá, liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Cột đá bề ngoài, còn tràn đầy một hồi hàm chứa bảy màu quang ti màu vàng nhạt quang vụ. Thấy trụ đá này, Diệp Thần trong lòng cũng là cảm thấy rung động, hướng về phía thương cổ y thần hỏi, lão thương, đây chính là vậy kình thiên thạch sao? Thương cổ y thần cười nói, không sai, thằng nhóc ngươi vận khí ngược lại không tệ, cho dù lấy ngươi lực lượng, lại lật gấp 10 lần, vậy đủ ngươi sử dụng. Diệp thần mới vừa muốn động thủ, thương cổ y thần đột nhiên phát hiện cái gì, kinh hô, không đúng, đá này không phải giống vậy kình thiên thạch. Mau lui lại, mau. Có thể giờ phút này Diệp thần căn bản không còn kịp rồi. Hắn thậm chí muốn kích hoạt xích trần thần mạch cũng không có tư cách. Nháy mắt bây giờ, một đoàn ngọn lửa lao ra Diệp thần thân thể chính là phong ấn ở đan điền một mực không luyện hóa thanh liên yêu hỏa. Diệp thần cố nhiên sớm liền được viêm bia, nhưng là một mực không cách nào nắm trong tay. Rất hiển nhiên, hắn huyền diễm không đủ cấp bậc. Thanh liên yêu hỏa mạnh mẽ, cũng không phải là đơn giản là có thể luyện hóa. Không chỉ như vậy, Long Thành Thiên trả lại cho hắn mạnh hơn ngọn lửa. Ngọn lửa kia cao cấp trình độ, Diệp thần càng không cần suy nghĩ. Có thể giờ phút này thanh liên yêu hỏa tại sao sẽ bảo vệ mình? chỉ gặp thanh liên yêu hỏa tựa như hóa là một con cự thú vô tận cháy cắn nuốt một đoàn quang mang tia sáng kia có linh lại vùng vẫy mấy phần liền biến mất mà thanh liên yêu hỏa cũng trở về thuộc về đến diệp thần trong cơ thể hết thảy khôi phục lại bình tĩnh diệp thần khẽ nhíu mày lão thương mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì thương cổ y thần con ngươi ngương trọng chợt giải thích cái này kình thiên thạch nhưng mà cực kỳ cao cấp tồn tại mà quỷ dị chính là, cái này kình thiên thạch chẳng biết tại sao lại phụ một đạo mạnh mẽ tàn hồn. Nếu như không có thanh liên yêu hỏa, ngươi rất có thể đã bị đoạt xác. Xem ra thần quốc nguy hiểm vượt qua xa đã từng à. Diệp thần sau lưng lạnh cả người, lão thương, hiện tại an toàn sao? Thương cổ y thần gật đầu một cái, an toàn. Diệp thần nghe vậy vui mừng, đột nhiên bàn tay lộn một cái, được từ vương đại hải trường đao, liền xuất hiện ở trong tay, tiện tay hướng vậy kình thiên thạch, chém ra một đạo đao mang. Vậy ác liệt đao mang, ở tiếp xúc tới ánh sáng màu vàng sương mù ngay tức thì, lại là như châu đất xuống biển vậy, mất đi bóng dáng. Diệp thần thấy vậy, chân mày khều một cái, cái này kình thiên thạch quả nhiên thần kỳ. Mặc dù vậy đạo đao mang là hắn tiện tay chém ra, bất quá uy lực vậy không coi là nhỏ. Lại cứ như vậy không có. Chỉ tiếc, nếu là muốn đem kình thiên thạch luyện chế thành binh khí tới sử dụng, phải phá vỡ cái này tiên thiên chi khí, nếu không, nói không chừng còn có cái khác tác dụng phụ. Lúc này, Diệp Thần cũng sẽ không mè nheo, hét lớn một tiếng, phá thiên lực điên cuồng vận chuyển, hai quả đấm nhốn nháo, hướng vậy ánh sáng màu vàng sương mù không ngừng đánh đi. Vậy ung dung mất đi liền đao mang ánh sáng màu vàng sương mù, nhưng ở Diệp Thần đánh dưới, kịch liệt lan lộn. Một ngày sau, lúc này Diệp Thần đã là cả người đầy mồ hôi, không ngừng thở hào hển liên liên vậy bách luyện thép dòng vậy, vô cùng cường hãn bắp thịt, cũng là một hồi đau xót. Diệp thần không khỏi mặt lộ cười khổ, cái này kình thiên thạch tiên thiên chi khí, thật đúng là khủng bố. Hắn toàn lực đánh dưới, kình thiên thạch lại nhận chịu cả ngày. Bất quá cũng may, lúc này, vậy màu vàng nhạt quang vụ, đã hoàn toàn tiêu tán. Đúng khối kình thiên thạch, phơi bày ở trên không khí bên trong. Cái này kình thiên thạch, bề ngoài nhìn như khá là bóng loáng, phơi bày nhạt nhạt màu xanh, giống như ngọc trụ. Diệp Thần hai cánh tay nắm ở cái này Kình Thiên Thạch, hét lớn một tiếng, thì phải đem cái này Kình Thiên Thạch nhổ tận gốc, bỏ vào trong túi. Nhưng, một khắc sau, Diệp Thần chính là sắc mặt biến đổi. Hắn lực lượng, lại là cầm không nhúc nhích cái này ngay ngắn một cái cây Kình Thiên Thạch. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tay không, tiếp tục đập Kình Thiên Thạch, mặc dù không có tiên thiên chi khí, nhưng so với dùng linh lực võ, vẫn là thuần lực lượng, nhất thuận lợi chia nhỏ cái này Kình Thiên Thạch. Mới vừa rồi thử một lần dưới, cái này Kình Thiên Thạch sợ là chừng chục nghìn tấn sức nặng, cho dù hắn vận dụng Phá Thiên Lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm sử dụng 10% Kình Thiên Thạch thôi. Lại qua một ngày, lúc này Diệp Thần rốt cuộc đem cái này Kình Thiên Thạch đánh thành mấy khối, thu vào trong túi đựng đồ. Hắn nhìn trước mắt, ba cánh tay lớn bằng, sấp xỉ một người dài ngắn, một cánh tay to hòn đá, ánh mắt chớp động. Đá này khối, nặng đến trình độ cao nhất, mà Diệp Thần phải hoàn toàn lấy Kình Thiên Thạch làm chủ thể tất cả loại cực phẩm vật liệu là phụ, chế tạo một chuôi khủng bố trường kiếm. Nếu để cho thông thường luyện khí sư biết, Diệp Thần phải lấy đúng khối kình thiên thạch làm chủ thể luyện khí, nhất định sẽ đối với hắn khịt mũi coi thường. Coi như là thời đại thượng cổ, những cái kia luyện khí tông sư cũng chỉ là đem chút kình thiên thạch dung nhập vào vũ khí bên trong à. Lấy đúng khối kình thiên thạch luyện khí, trước không nói, phổ thông luyện khí sư, căn bản không thể nào ra tay, hơn nữa, cái này luyện ra được vũ khí, vậy sức nặng sợ rằng còn không có sử dụng, liền đem mình cho đè chết đi. Cái này kình thiên thạch, lấy thông thường chế tạo thủ pháp thì không cách nào chế tạo thành khí, cũng chỉ có có xem diệp thần như vậy khủng bố cự lực mới có thể đối hắn tiến hành mài. Hơn nữa, như muốn luyện thành có thể khiến cho linh lực lưu thông, thúc đẩy binh khí, sợ rằng cần phải hao phí số lượng cao cực phẩm linh tài. Cũng chính là diệp thần được cái này linh mạch bên trong toàn bộ cao cấp mỏ sắt, nếu không, sợ rằng còn được lại phí một phen công phu lúc này diệp thần chợt một quyền đánh đập ra một cái hố động đem hải thần thạch linh viêm tinh thần vân nham vân vân cực phẩm mỏ sắt linh tài một cổ não rót vào trong cái hố sâu sau đó đưa ngón tay ra một chùm u lam hỏa diễm ở đầu ngón tay tách thả ra một cổ làm người sợ hãi khủng bố nhiệt độ cao tách thả ra ra chính là vậy lên cấp huyền diễm diệp thần mặc dù đem huyền diễm bên trong luyện không cách nào thả ra công địch nhưng huyền diễm lên cấp sau này dùng để đốt luyện vật liệu, nhưng là không có vấn đề gì. Diệp Thần đầu ngón tay một chút, lúc này những cái kia cực phẩm linh tài, linh quang hào phóng, thả ra linh lực kinh người, nhưng lúc này Huyền Diễm, sợ rằng đều có mấy vạn độ. Cho dù những thứ này linh tài đều là vô cùng là cao đẳng tồn tại, cũng không cách nào chống đỡ kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Dần dần, những cái kia cực phẩm linh tài, toàn bộ đều hóa thành hàm chứa mạnh mẽ linh lực chất lỏng. Đây là, Diệp Thần hét lớn một tiếng phá thiên lực phun trào đem vậy kình thiên thạch khối dơ lên do nhập nhiệt độ cực cao chất lỏng bên trong sau đó lại là tay không hướng về phía vậy bị nhiệt độ cao hơi hòa tan kình thiên thạch hung hăng đánh đánh diệp thần có huyền diễm tự nhiên không sợ cái này cùng nhiệt độ cao mà trong tay hắn búa tạ cùng luyện khí công cụ nhưng chưa chắc có thể dần dần vậy kình thiên thạch khối hiện ra trường kiếm hình thái đây là diệp thần lấy ra vậy thú hủ kiếm chui kiếm cùng cái này kình thiên thạch khối dung luyện một thể. Diệp Thần không ngừng đập trước kình thiên thạch khối, lấy cao cấp hàn thiên thủy nhúng lửa, thay đổi linh tài, dung luyện, lần nữa chế tạo, không ngừng tái diễn quá trình này. Thân kiếm thành hình, lại là thiêu đốt ngọn lửa cuồng bạo. Đây phảng phất là một chuôi đại biểu vô tận cự lực, lưu động nham thạch nóng chảy kiếm. Diệp Thần cả người ướt đẫm. Hắn hơi thở dốc. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, vậy nguyên bản chui vào đan điền thanh liên yêu hỏa lại đi ra trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong lại là hội tụ thành một đạo hỏa kiếm ảnh. Diệp thần diễn cảm giữ tợn, mấy giây sau đó, mới mở miệng nói, thanh liên yêu hỏa, ta luôn muốn luyện hóa ngươi, nhưng là ngươi như khắp nơi kháng cự. Lần này, ngươi hóa là kiếm ảnh là muốn dung nhập vào cái này kình thiên thạch bên trong. Lấy lửa là vũ khí. Diệp thần đang thử thăm dò. Càng cường đại ngọn lửa, càng cao ngạo. Võ giả đều không thể luyện hóa, lại làm sao có thể nguyện ý lẫn vào thân kiếm bên trong, nhưng mà, dị biến nổi lên. Thanh liên yêu hỏa lại đang gật đầu. Lớn mạnh như vậy ngọn lửa thật muốn hội tụ đến thân kiếm bên trong. Diệp thần muốn nói cái gì, thanh liên yêu hỏa căn bản không cho diệp thần cơ hội, trực tiếp chui vào thân kiếm bên trong.